Dạ rồi, buổi sáng hôm nay em có lên một lô 3B lở anh chị nha. Lô 3B lở này nói chung là cao tháng nhất anh chị. Cao cái tháng tuổi nhất là con này, là nó rơi vào khoảng 18 đến 19 tháng anh chị. Con này con đầu tiên. Đó. Nó cũng gần 20 tháng nha. Đó, rất là lớn con cô chú. Đó. Con kế thì cũng xem cô chú nha. Con kế thì chiều cao hơi lùn hơn, nó mẫu Bombay cô chú. Con đó cũng vậy luôn, con đó thì thấp tháng thôi, con đó tầm khoảng 15 tháng. Hai con cuối cùng là cũng khoảng 11, 12 tháng tuổi anh chị nha. Đó, thì buổi sáng hôm nay làm lên cho cô chú anh chị mình năm bò lỡ nha. Đó, 19 tây tháng 5 nha. Đó. Em còn lô bò nhỏ nè chị nha, lô bò nhỏ tầm khoảng hơn chục con anh chị, hơn chục con nha. Đó. Có cặp nhỏ nhất là thấp nhất là giá 27 triệu đó anh chị nha. Đó. Thì buổi chiều anh chị, buổi chiều em lên sóng cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Chiều nha. Còn bây giờ thì vô vấn đề luôn. Con đầu tiên, bò này toàn bò lẻ không anh chị em, không có con nào xứng với con nào hết nha. Đó, thì cô chú anh chị mình cứ lựa nha. Đó, mình lựa theo cái ý muốn của mình đi nha. Đó, mình bắt ha, trên là 9-10 hoặc 8-10 cũng được cô chú anh chị. Đó. Đó, thì để em lên em báo giá từng con nha, rồi cô chú anh chị bắt chung chung. Đó, còn có muốn bắt lẻ nha. Đó, thì bên bắt lẻ thì tùy theo khu vực nha anh chị nha. Đó, thì theo khu vực nha, thì mỗi con thì em mỗi con thì em bao ship cho mình tầm khoảng 30 cây đổ lại nha. Đó, mỗi con một cặp cũng vậy nha cô chú nha. Thì xa hơn, dù cô chú anh chị bắt một cặp xa hơn tầm khoảng 30 đến 40 cây vẫn được nha. Đó. Rồi, con này thì em có kiểm tra nó này. Thì dần chân móng nè, dần dái thì đủ anh chị nha. Nó trước mặt cô chú thì dái thì sổ đổ hai hòn, dái sổ dái ha. Đó, da mỏng lông nhuyễn luôn cô chú. Đó. Thì bò này thì về em ngày hôm qua ăn kia cô chú. Đó. Cũng có tập cám xác mì ăn cũng ăn ha. Đó. Nói chung thì về nó mấy những cái bò này cô chú anh chị mình về nó mình trong phạm vi trong vài ngày nha, phải quen nha. Nó chứ đừng nghe mấy ngày đầu nó về nó ăn nhiều, nhưng mấy ngày sau nó sẽ chận bò liền cô chú. Đó. Cô chú có xài biết rồi ha. Đó. Thì con này đầu tiên nha cô chú anh chị nha. Chiều cao thì em có đo giữa ngay chỗ trung tâm sái nó là 1 mét thiếu độ 1m3 ha cô chú nha. Thiếu độ 1m3 bò nha. Đó. 1m3 mà em cho thiếu độ 1m3 nha cô chú nha. Đó. Dàn da rất là mỏng nhuyễn của cô chú ơi. Để đứng xa ra nha. Đó, đứng xa ra nha. Đó, đứng xa ra 3 mét hơn cô chú nha. Đó. Cô chú mình tiện thể mình nhìn cái khung cảnh con bò ha. Khung sát con bò ha. Bên kia thì nó sáng hơn, bên này khuất ha chị. Đó. Con là dàn nói chung dàn con này khung thì lớn cô chú anh chị nha. Đó. Bò này nuôi tầm nhất nhì vậy cô chú anh chị nha. Nè, khung sát rất là lớn nha cô chú. Bây giờ hiện tại nó là cái bò dạng xương gân mà bản lớn cô chú nha. Xương gân là nói chung là chưa có độ quá, chưa có mập á cô chú nha. Xương gân là cũng năng nói cô chú mình sẽ dễ hình dung nha. Rất là khéo bò ha. Thì cô chú anh chị mình có bắt lẻ bò này thì mình chốt cô chú nha. Rồi, cái con này em sẽ báo chung với con này luôn nha. Đó, thì hai con này thì sẽ báo nha. Ôi, con nhỏ mới về quán lạc. Đó, con này thì chiều cao 1m22 đến 1m23 cô chú. Đó. Cái đo nó hay lau chao cầm thước vô nó sợ cô chú. Con này thì chiều cao thấp hơn nha. Tháng tuổi luôn nha. Đó, thì để em báo chung cặp cho mình dễ nha, mình dễ lựa nha. Con này thì hơi lùn dò hơn nhưng mà độ hơn ha. Nó thấp mà nó lực hơn ha. Con này dai lưng đây cô chú, dai lưng đây, con này lên cổ cô chú nha. Đó, đúng không? Đó. Thì cái dàn trên chiều cao thì khoảng 80 độ thì con này lực hơn chút ha. Đó thì em đứng xa nha cô chú nha, đứng xa cho mình dễ dòm bò ha. Lông đù da đù rất là mỏng cô chú đi. Con này dần dai hở cổ lớn cô chú này không? Đó, rất là pin nha. Rất là pin bò nha cô chú nha. Con này mẫu thì nhẹ nuôi rồi. Đó. Đó, thì hai con này thì nói chung cô chú anh chị có xài nha. Một con này là mẫu cái dạng mẫu Bombay ha. Còn con này là dạng mẫu pha tay khung xương lớn nha. Đó. Đó, để quay cận kẽ hai con đi. Con này nó đi được, em báo giá chung chung cho mình chốt mình em dễ bao cái số anh chị ha. Đó.
Đó thì riêng cặp đen này cô chú nha, riêng cặp đen này đó, cái phí của em là 50 cây nha, cái phí của em là cặp đen lớn là 50 cây số nha, khung này tầm 18 đến 19 tháng anh chị nha. Đó hai con này anh chị, bò này thì mình dỗ đường ngắn cô chú nha, con này thì dễ ăn cô chú, con này rất là dễ ăn rồi, rất là dễ ăn luôn ha, rất là lực nha cô chú nha, u mề. Rồi, hai con này em có giá sát cho cô chú luôn nha, cái giá là 57 triệu nha cô chú, 57 triệu ha, đó hai con này nha cô chú nha, 57 triệu ha, đó cô chú mình thấy ông ấy cứ liên hệ với em nha, 57 triệu nha cô chú nha, một con là 1m3 thiếu đủ cô chú, còn con này là đo ngay sái luôn 1m22-23 bò cô chú nha, đó con này thì cái lưng nó, đó cô chú thấy làm sao, đó lưng thì nó ẩn, nó lực mà cô chú ha. Con này cũng dai hở nha cô chú nha, con lớn này cũng dai hở nha, nhưng mà chưa có mặt bò thôi ha, khung sát có ha. Đó thì hai con giá 57 triệu nha, phí của em là 50 cây anh chị, 50-60 vẫn được nha, đó thì nó xa hơn chút xíu nha, cũng được nha. Đó thì cô chú anh chị mình phạm vi xa hơn, ví dụ như là 7-80 cây, 90-100 vậy thì mình phụ thêm tiền phí cho tài xế nha cô chú, đó thì em nói rõ trên cái video như vậy nha. Rồi tiếp tục con số 3, đó, con số 3 này con lẻ cô chú nha. Con số 3 này con lẻ. Với là hai con cuối thì nó cũng không có điều bò cô chú nha. Đó. Nó thì em báo để em báo từng con cho bộ ba mình. Dù con này mình bắt chung với hai con lớn cũng được cô chú nha. Con này chiều cao là 1m17 18 nha cô chú. Con này cũng mẫu cũng già cô chú nha. Con này tầm khoảng khung 14 15 tháng rồi. Con này con bông tròn luôn cô chú. Bông tròn là nó bông từ đỉnh đầu cô chú. Nó trải dài xuống sau mông cái dưới lườn cô chú thấy không? Đó. Con này rất là đẹp cô chú, con này dạng là dạ cũng mẫu là mẫu bông bay luôn, cũng giống con bò nào cô chú, nhưng mà nó hơi thấp hơn chút xíu nha, tháng tuổi nó nhỏ hơn nhưng mà độ cô chú nha. Ở con này độ hết biết cô chú nha, đò lông nhuyễn không cô chú, lông sắc không à. Con này mà nói về con bò cái mà dạng bông bay mà lai lường thì con này thì hết thuốc rồi, y như con cái dàn kiểu của chú ha, rất là đẹp luôn, màu bông chú ơi, lưng ở đây rất là kéo nha. Thì bò nhỏ em còn tầm mười mấy cô chú nha, mười mấy con cô chú, 15-16 con nha. Đó, cô chú mình cần cái liên hệ với em ha, kích bạn Zalo em gửi hình cho mình xem cho dễ nha. Đó, còn cô chú anh chị mình ở gần gần đây mình tới trại mình xem nha cô chú ha, con lẻ nha cô chú ha, rất là lực ha. Đó, cô chú anh chị mình có thích cái con lẻ này mình chốt luôn nha, con lẻ này có giá 24,5 triệu nha cô chú nha, 24,5 triệu cho con lẻ này nha cô chú, mẫu này rất là lực nha, rất là lực mà là dễ ăn cô chú ha, nói chung về á nè, ăn sạch bách ra đây đó, cám sức mì với cô chú đổ vô là ăn hết rồi, chưa có thay cái già mà cái già mình kéo ra rất là đậu nha cô chú nha, 24,5 triệu đó. Thì cô chú mình bắt chung hai con lớn thì em sẵn em ghép theo ha, đó sẵn là dụ như cô chú anh chị mình một chỗ á thì cái cây số lại lên nữa nha cô chú nha, giá 24,5 nha đó. Cô chú mình nghe kỹ nha, 14-15 tháng cô chú nha. Rồi, tiếp tục con này, con này là cũng vàng bông luôn cô chú nha, đó. Bông luôn, bông đến tráng luôn, đó. Bông này bông thì bông ít hơn con kia chút xíu, bò này nói chung chủ người ta cũng không có dỗ nhiều của chú nha, thì cũng rất là dễ ăn luôn, không có la miệng nữa đây, đó. Bò thì bữa em lên mua rồi, cái chị đó chỉ nuôi hai mẹ con con chú, bây giờ anh cũng bự quá anh chiếc bớt rồi, chiếc bớt cho anh bán lấy tiền anh xoay. Con này lưng của chú ha, con này thì nó chiều cao nó nhỉnh hơn cái con lùn chút xíu cô chú, con này nó nói chung là nó thiếu đủ 1m2 nha con này nha, thiếu đủ 1m2 nha chứ chưa được 1m2 nha đó. Con này thì da mỏng lông nhuyễn luôn, nuôi cái hại con này nó xương lớn cô chú nha, xương lớn mình nuôi đường dài con này cái hậu nữa có cô chú ha. Đó, thì con này thì
cô chú mình xuống tính bắt chung với con này, bắt luôn thì báo giá chung hai con này luôn, tháng tuổi như nhau. Cái con này là dòng mẹ, là mẹ cọp đẻ ra nha cô chú, mẹ gút đẻ ra nha, mẹ gút gieo tinh 3B cô chú. Ồ con này nó ăn, khỏi nấu nó đi, con này là đổ nhiều là ăn sạch con này nè. Ồ nó ăn thôi, cái bụng nó kìa dung trùng luôn cô chú nha. Nói chung con này là đổ vô không cần phải suy nghĩ, con này nè cứ đổ vô là húp thôi nè cô chú. Mình dòm cái bụng nó ăn nè, nói chung là không dám cho nó ăn, nó ăn nữa. Ồ bờ da ở đây, con kia thì ăn cũng dữ lắm mà không dám cho nhiều luôn cô chú. Còn mở về mà mình chưa có xử lý trong người nữa ha, rất đầy đủ thứ cô chú anh chị. Mình cho nó ăn thì con bò nó dễ ăn, nó mau lên rồi. Cái con này đầu trụi này là con này là mẹ nó mẹ cọp nha. Nó chiều cao 1m15 nha cô chú. Vàng xương là khỏi phải bàn ha, xương lớn nha cô chú nha. Xương lớn mà sổ giá cô chú này không. Bò tất cả đều là móng sò nha cô chú ha. Móng sò ha. Đó thì hai con này thì em báo giá chung. Báo giá chung cho mình nha. Đó, còn mấy thì em cô chú anh chị cũng bắt lẻ thì em đã âm phân cho mình luôn ha, cho nó dễ. Con này, cái con F2 này giá 19 triệu nha. Nếu cô chú bắt lẻ nha, bao phí gần nha, 19 triệu. Còn con này là có giá là 22 triệu nha cô chú, nếu bắt lẻ nha. Đó, bắt lẻ nha. Đó. Đó. Nếu bắt lẻ nha, giá con này 22 triệu nha cô chú. Đó, thì gộp lại hai con là 41 triệu nha. Nếu bắt chung cặp 41 triệu kèm theo phí 50 cây số nha. Đó, thì báo giá chung một cặp đó cô chú, ở gần nó bắt lẻ nha. Đó, đường da con này nó hở cô chú thấy không, cái cậy đuôi thì cậy đuôi lớn cô chú ha, giá đủ hai hòn cô chú nha. Đó, thì cô chú mình xem kỹ bò em nha. Đó, liên hệ gì 22 triệu nha cô chú, con này là con lẻ nha. Đó, thì mốt chung bắt chung nha. Đó, ở khu vực Củ Chi giá 22 triệu còn thương lượng nha cô chú ha. Đó, thì cô chú ở xa, nếu mà con này ở xa bắt lẻ thì tính tùy theo khu vực nha, tùy theo chỗ cô chú mình ở nha. Đó thì báo đại khái nó chung hoặc lẻ cô chú anh chị mình nha. Đó, đó thì một cặp thì giá 41 triệu nha cô chú, kèm theo phí nha. Đó, cô chú anh chị mình coi kỹ với em nha, bò thì hoàn thiện nha cô chú nha. Đó, ưng ý cái nào cứ liên hệ với em ha. Dạ rồi, chào cô chú anh chị em. Đừng quên cho em được like nha cô chú nhé. Được like, được thích đó cô chú ha. Lại nhắn vô cái chuông thông báo ấy, chỉ đăng ký kênh cho em nha. Lên vô máy mình nhận nó mau cô chú anh chị. Mình vô mình xem những con bò mình đang cần tìm á, mình nuôi á. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.